Rồi bên đây là hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái kênh Biên Gia Lai nhé. Hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đến tham quan một cái ngôi nhà sàn tại Buôn Phu thuộc xã Gia Tô của thị xã Dân Ba các bạn. Đây là một ngôi nhà sàn phải nói theo quan sát của mình thì nhìn thấy ngôi nhà sàn cực kỳ đẹp luôn, thiết kế phải nói thoáng đãng này, gầm thì rất là cao ráo, địa thế ở cái đám đất này cũng rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn vào khám phá ngôi nhà sàn xem có cái gì đặc biệt không các bạn nhé. Trước mắt mình thì mình nhìn thấy một cầu thang thiết kế cũng khá là đẹp mắt. Bây giờ mình sẽ tiến gần và để quay cho các bạn xem cận cảnh ngôi nhà sàn đấy các bạn nhé. Gầm nhà sàn thì rất là cao ráo các bạn ơi. Cao ráo và thoáng đãng. Mình thấy rằng cái ngôi nhà sàn này cái diện tích cũng khá là rộng đấy các bạn ơi. Rất là rộng luôn. Một cái khâu. Cái cầu thang này thì nó cũng tương tự với cầu thang mà hôm bữa mình quay một cái nhà sàn ở bên chỗ Gia Ba á, nó cũng tương tự như thế. Cũng khá là đẹp. Ở đây thì cột thì hầu như người ta làm hoàn toàn bằng cái chích đấy các bạn này. Cột này cột rất là to luôn. Và độ cao của cái cột này mình nghĩ chắc nó phải rơi vào tầm độ khoảng là từ mặt đất mà đến chỗ mặt sàn chắc mình nghĩ nó rơi vào chắc phải khoảng 3 mét để tạo một cái độ thông thoáng cho cái ngôi nhà này các bạn này. Ngôi nhà này thì thiết kế tất cả là 3 gian này, 1, 2, 3 gian các bạn ơi. 3 gian mà gồm có 8 cột, cột nào cũng rất là to. Còn ở phía đằng trước thì người ta làm hoàn toàn lan can này, được ốp kiểu nhà rất là đẹp và chi tiết. Còn trên trên trần các bạn này, trần cũng làm kiểu nắp phông, làm hoa văn rất là độc đáo. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn các bạn lên trên để khám phá tiếp ở cái ngôi nhà ở phần bên trên các bạn nhé. Đây bên kia là gia đình cũng đang nhậu. Vừa nãy mình vào gia đình cũng mời mình được một lon bia đấy các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn các bạn lên trên để xem chi tiết ngôi nhà nhé. Bên kia cũng có một ngôi nhà các bạn ơi, cũng ngôi nhà sàn. Nhưng mà ngôi nhà sàn bên đó thì họ làm không được đẹp như bên này. Đây các bạn này, gỗ rất là dày này. Đây, những cầu thang đây này. Làm rất là đẹp luôn. Dày cho các bạn này. Cái cầu thang này thì tầm được khoảng 1 mét các bạn ạ. Làm rộng thì như thế này thì chúng ta có thể lên nó rất thoải mái. Đây bây giờ mình sẽ đứng đây, mình sẽ quay cái phòng khách này đầu tiên này. Phòng khách này. Ở cái khu vực lan can bên tay phải của mình thì mình thấy người ta trang trí cũng khá đẹp mắt các bạn ơi. Hoa văn rất là chi tiết. Lan can cũng khá là rộng các bạn này. Rồi ngoài ra bên cạnh bên hông này người ta có làm một cái dại, đấy, cái dại để che mưa đấy các bạn này. Đấy. Che mưa nắng để cho tạo cái độ bền cho căn nhà. Đây mình quay sang bên phía bên tay trái này, đấy, cũng rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi một vòng khu vực lan can để quay cho các bạn xem nhé. Rồi tí nữa mình sẽ vào trong ngôi nhà để quay chi tiết cho các bạn. Đây này, tường làm ốp hết này. Rất là chắc chắn các bạn này. Gỗ đây thì mình nghĩ là gỗ gáo này. Gáo với cấm gì? Cấm xe à? Gáo và cấm xe. Ở trên thì người ta làm trần hoàn toàn bằng gáo. Riêng trần nhà mà làm bằng gáo thì nó tạo được cái độ sáng đẹp cho cái ngôi nhà. Đây bên này thì người ta cũng làm một cái dại để che mưa đấy các bạn. Lan can được bao phủ vây quanh khu nhà. Làm như vậy thì không sợ là sợ trẻ con nó bị đớt ra ngoài. Làm rất là cẩn thận luôn. Tường. Này cửa đấy các bạn, cửa làm thì cũng rất là dày và đẹp. Đây, cửa sổ này. Làm rất là kiểu cách. Mình đi quay từ trước đến nay thì mình quay cũng khá nhiều ngôi nhà sàn, nhưng mà mình ấn tượng ngôi nhà sàn này người ta làm cũng rất là cầu kỳ. Như vừa nãy mình hỏi chủ nhà thì chủ nhà nói là nguyên làm cái công á, cái công mà để đóng la phông này là nó tới 300 triệu tiền công các bạn ạ. Rồi bây giờ mình lan can vòng sang bên tới bên hông nhà này. Mặt nào cũng đều ốp hết nha các bạn nha, ốp rất là đẹp. Trần nhà này các bạn ơi, trần nhà thì làm cũng rất là khít, cũng đánh vách ly hết, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ
quay vào phòng khách nha các bạn nhé. Mình sẽ quay cái trần nhà phòng khách cho các bạn xem này. Đó. Làm rất đẹp. Đây, cửa chính của cái phòng khách đây các bạn này. Cái cửa chính của phòng khách thì chủ nhà đây thiết kế cũng tương đối là rộng, nó tạo cho cái căn nhà nó trở nên sang trọng hơn các bạn này. Và đây là một cái ngăn phòng nghỉ đây các bạn này. Bên này có ngăn phòng nghỉ. Ở những video trước mình có đi quay nhưng mà người ta làm những cái phòng nghỉ nó rất là sơ sài, nhưng mà riêng nhà quán trị đây thì người ta làm phòng nghỉ rất là đẹp, và người ta ngăn phòng dự cũng rất là bài bản luôn. À, nhìn đã không, rất là đẹp này. Rồi bây giờ mình sẽ là cái video để cho các bạn xem chi tiết về cái hoa văn của cái phòng khách này các bạn này. Cái ngôi nhà sàn này thì nằm ở thuộc về thị xã Dung Ba, tỉnh Gia Lai nha các bạn nhé. Ở đây thì cũng có nhiều những cái mẫu nhà sàn đẹp lắm các bạn, nhưng mà mình ấn tượng cái ngôi nhà sàn này thì vì ngôi nhà sàn này người ta làm thì nó từ trong ra ngoài chỗ làm người ta làm cũng rất là bài bản. Bây giờ mình sẽ bật điện lên nhé. Đây, bây giờ mình tiến gần lại phòng khách để mình quay tỉ mỉ cho các bạn xem này. Đấy. Trước cái phòng khách được thiết kế hai cái, mình hình dung là như hai cái chum rượu á. Hai cái chum rượu bằng gỗ. Đấy. Nhìn rất là đẹp. Còn được trưng bày một số các cái bầu, những cái bầu nước đấy các bạn này. Cái bầu nước này của nó gắn liền cái văn hóa của người Gia Lai này, người ta hay dùng cái bầu nước này để người ta đi lấy nước đấy các bạn này. Cái bầu này sau khi người ta ngâm nước một thời gian người ta trưng bày cũng rất là đẹp. Nó cũng như một cái văn hóa. Này, bên này là hộp hết này. Đó. Phải nói thì ngôi nhà sàn này rất là trị giá đó các bạn này. Nhìn bên trong, bên ngoài thì nó không thể phô diễn được hết tất cả những cái vẻ đẹp, nhưng mà riêng vào bên trong thì mình thấy rằng cái ngôi nhà sàn này cực kỳ đẹp luôn. Rất là kỳ công này. Đấy. Đấy, từ dưới lên trên người ta ốp hết này. Đó, thấy không? Rồi bên đây là cái phòng khách này cũng tương đối là rộng này các bạn ơi. Rồi kéo dài xuống một cái gian bếp, ở dưới kia là một cái gian bếp người ta gọi là nấu ăn ở dưới đấy các bạn này. Ở bếp thì dưới bếp thì người ta không có làm những cái trang trí như đây, người ta làm những cái thông thường thôi, tại vì mình nghĩ trước đây là cái khu vực đây người ta ở, nhưng về sau người ta có điều kiện người ta làm một cái căn nhà riêng đấy, bây giờ người ta để lại cái bếp để người ta sinh hoạt nấu nướng ở dưới. Rồi hoàn toàn ốp Camry rất là đẹp luôn, đóng hộp hết. Đây vách này. Đấy. Vách rồi là những cái ốp cột này, ốp cột cũng rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình quay ngược ra bên ngoài đây một tí này. Đây, phòng khách này. Hoàn toàn là phòng khách hết. Đây phòng khách này. Phòng khách ở đây là cái mình hình dung đây là một cái sảnh này. Sảnh kéo dài hết xung quanh nhà này. Đấy. Phòng khách là phòng khách kéo dài xuống tới bếp luôn. Rồi bên đây là một cái phòng đấy các bạn ơi. Đây là cái căn nhà được thiết kế hai phòng ngủ, ba phòng ngủ. Đây một phòng ngủ này. Đây phòng ngủ đây cũng khá rộng đấy các bạn ơi. Đây. Căn nhà này mình hình dung chắc nó phải rơi vào khoảng trên 100 mét vuông đấy các bạn. Ba phòng khách, ba phòng ngủ các bạn. Đây cũng phòng ngủ này. Và bên này cũng một phòng ngủ. Đẹp các bạn này. Quá đẹp luôn. Đây, trần nhà. Trần nhà là đóng cũng rất là fit. Rất là sang trọng luôn. Một ngôi nhà sàn phải nói cực kỳ giá trị. Đây mình đứng đây mình quay cho bên check xem bên phòng khách cho bạn xem. Quá đẹp các bạn này. Cái ngôi nhà sàn này của người Gia Lai các bạn nhé, nhưng mà phải nói đây cũng là một cách người ta thiết kế nhà rất là đẹp. Không biết là ai tư vấn cho mà người ta có thể thiết kế được một ngôi nhà sàn phải nói cực kỳ chi tiết luôn, cực kỳ đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nhá, đi xuống dưới để giao đi với chủ nhà xíu nhé các bạn nhé. Ở khu vực đây thì người ta ở cũng khá là thoáng, tại vì cái địa thế đất ở đây nó rất là rộng các bạn này.
cái diện tích ở đây thì hầu như là một một hộ thì người ta có thể sở hữu chắc cũng khoảng độ, mình nghĩ rằng nó phải rơi vào khoảng 2 sào đất các bạn. Riêng cái diện tích nó rộng thế này thì chúng ta làm nhà sàn nó rất là đẹp, nó thoáng. Đây, chủ nhà đây các bạn này. Vừa nãy đi sửa đi tới chủ nhà đang nhậu. Vừa nãy chủ nhà nói là làm nguyên đóng cái nắp phông không là công nó tới 300 triệu rồi. Nhưng mà chắc chắc làm một tổng thể căn nhà cho hoàn chỉnh chắc phải cả nhà chắc phải trên tỷ em nhỉ? Trên tỷ. Đấy, em cũng biết. Đấy là mấy cái công thì các bạn là chủ nhà tiết lộ là mới có công thôi mà đã tới 300 triệu thì còn chưa kể là gỗ này. Đấy. Chỉ có công đóng ấy thôi, đóng cái trần thôi đấy, còn chưa kể công dựng nhà rồi công làm nữa. Thế xây cái làm cái nhà to này ở sao hết được? Trời ơi cái nhà này đúng. Mà ai thiết kế, ai tư vấn cho em mà có được ngôi sàn nhà sàn mà đẹp thế? Ôi trời hay quá, giỏi chứ ta. Cũng đang là gặp được ông thợ thiết kế giỏi thôi. Tức là mình đó có ý tưởng sẵn trong đầu đúng không? Và đồng thời kết hợp ấy. Thường như bên kia thôi. Xong rồi đi gọi thợ ấy, thợ người ta tư vấn cho mình làm như thế này. Đẹp đấy, phải nói em kiếm được cái người thợ mà làm được ngôi nhà sàn là phải nói tuyệt vời đấy, họ làm. Sao cái ban này như là chỉ có một thợ làm được như này. Đúng rồi, họ làm qua nhìn thấy họ làm rất là khít này, từ những cái hoa văn chi tiết người ta làm rất là tinh xảo đó, rất là đẹp. Đấy, cái phòng khách nó ở hai bên này nó anh nghĩ là nó là hai cái ấy bằng hai cái hũ rượu đúng không? Cấu trúc hai hũ rượu. Cái tủ rượu ấy. Đúng rồi. Đúng rồi, tủ rượu này. Ông nhìn vào phòng khách là mình thấy tạo sự hấp dẫn là nhìn rất là đẹp. Sau này làm mấy cái hũ rượu rượu ngoại bỏ vô cho đẹp. Đó, nhìn đúng rồi. Đẹp đấy. Đẹp luôn á. Phòng này mình thì mình cũng đi cũng cả Kon Tum thì mình cũng quay rồi là cũng mấy huyện quay nhưng mà mình thấy ngôi nhà sàn này là đẹp nhất này. Vậy là hôm nay mình đưa các bạn đến tham quan một ngôi nhà sàn khu vực của thị xã Dương Ba nhé. Đây là xã Gia Tô không? Đây là xã Gia Tô thuộc thị xã Dương Ba. Một khu nhà sàn phải nói thiết kế khá là đẹp đấy. Và nó là khu nhất khu vực này luôn á. Thì mình quay video từ trước này thì mình thấy rằng cái ngôi nhà sàn này mình cảm thấy kết nhất. Tại vì được thiết kế rất là chỉnh chu và chi tiết này đấy, đẹp. Và nhìn cái trần ở trên nhà nhìn rất là sáng đấy. Rất là sáng đẹp luôn. Để em bật đèn lên bên này cho nó sáng. À đúng rồi, bật đèn bên này. Cái nhà sàn này mà nếu mà được cái bên trong mà được ra bên ngoài thì phải nói là tuyệt vời. bên ngoài thì nói chung nó cũng như những mẫu nhà của khu dân cư đây, nhưng mà riêng đặc biệt với bên trong thì mình thấy rằng ngôi nhà này được thiết kế phải nói cực kỳ bài bản luôn, đẹp, rất là sang trọng, sáng. Thiên. Lan can bao vây hết xung quanh. Thiên. Quay hết anh quay hết rồi. Rồi vậy là hôm nay mình quay cho các bạn chi tiết về ngôi nhà sàn nhé. Thì video mình sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu mà thấy hay thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có thêm động lực làm rất nhiều video cho các bạn xem nhé. Thôi hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.